nghiêm túc mà mình lên hết đấu được cái này á là mình nhận được mấy kèo kem với lại tụi team hàng kết tâm luôn á. Hết quy cũng đai được. Em Vũ cứ tăng trước. Đấy, nó bắt nhỏ. Rồi. Nói vậy ba. Vũ lui đi. Sao mà đai được? Rồi thôi rồi. Rồi dính lên quấn luôn. Cái thế này em Vũ tự do thoải mái nha, trên xong rồi đó. Trời em quấn thằng kia được chứ. Anh yêu tìm hình đồ đi. Anh đang. Rồi vô lại nè. Rồi, chết luôn á. Má delay quá. Không phải top anh bị delay quá, top bị delay quá. Ẩn dụ anh độ cười anh đâu có kể không? Ở chắc mình kể miếng em mà. Có được chuyện, cái nhẽ này có được chuyện. Câu giờ tôi được chuyện xuống. Em đi cắn bát xuống. Được chuyện đây. Gì vậy? Đánh. À bố rồi em ba. Còn tại của tôi luôn. Má, đúng xin gì luôn á. Tại luôn. Rồi thằng Lê đâu? Trời ơi Lê ơi, mày đang đứng dưới mít đó mà Lê. Trời ơi ơi, hết sâu rồi mà, giờ là khí giả rồi. Giáp thôi, giáp. Con này chắc em lên đời thề sửa. Ừ. Mai đi cổng xuống dùng nghe lắng. Mai. Khí giả kìa. Cái gì vậy rồi? Má nó mạnh quá vậy ta, thằng này mạnh dữ ta. Tụi bay giá anh chụp đỏ lắm luôn á chứ. Tụi bay nhìn đây, tao đâu có đâu. Tụi bay sẽ lấy chỗ rồi nha, tụi bay lấy chỗ rồi. Dạ, dạ. Xuống với anh Mai cái nha. Mai chết rồi. Ý, cưng hai luôn. Hai nó đẩy đứng qua em. Không lát. Má mày. Rồi, nó vô cái thế rồi. Bay tình nghĩa RAB. Này vô rồi nghe. Ủa? Bạn độ bị bay kênh YouTube đó à? Sao bay hoài vậy? Vô lẹ. Anh ra nè, bé. Đúng rồi, nó còn. Kéo. Má này tính ra thằng ghê vậy? Đỏ đâu á. Rồi chơi lẹ. Bú thằng trong hang qua đó, trong hang gồng luôn. Game này anh em gắn tôi nghe chứ mới vô thì tôi kiểu như là pin của tôi nó vẫn chưa ổn á. Để vô học sinh này gánh. Rồi yên tâm. Để vô học sinh gánh cho thôi. Mà xưa tao cũng học bên hàng mà. Nhưng mà kiểu lâu quá rồi. Lâu quá mà. Lâu quá bị thất học. Ba đi học anh ba rình vú cô giáo không nhớ gì. Là sao nữa anh mày? Tay nói chuyện kỳ vậy anh mày? Vẫn pha mỏng mấy bạn ơi. Má đánh như kiểu vết luôn á. Nó nhăn lần, nó nhăn 400 thằng. Tôi cái kỹ năng không tới thôi. Lôi xíu anh. Bốn giờ mà đi. Hai ơi. Hai. Đánh đồ nè. Rồi tới luôn. Đánh tới. Tới. Tới thì đéo tới là sao không nhờ. Má gì nãy vô dụng chứ chanh hè xuống nó phi gì vậy. Tính giờ anh về chứ. Tà lè xuống chết. Tà lè tới team đi về hết thì khó cho chung quá. Má xin có cái giày ba đâu em. Bài đâu, bài dài đó là đẳng cấp á. Cố gắng gót cả anh em ơi. Kéo rồi. Lên ê, dòng qua nè, quýnh nè, dòng qua nè, em đợi Vũ nè. Quỷ tới nè con.
quỷ quỷ. Bố mày là bét hầu quay ở đây, mình định làm gì bố mày? Nó đánh gừng không ăn mục tiêu ở trên mà nó cũng bỏ gờ ở dưới luôn. Ta đéo biết nó đi gừng cái gì. Ba rồng ba sau một sứ giả là sao anh trai ơi? Cái này phải bên anh Trung xin gì ơi, chứ em đánh gừng như tai á. Ăn hai mạng xong đi vòng vòng thăm rừng, cầm xí lá đi vòng vòng thăm rừng xong giờ chết. Đéo hiểu. Nhằm qua web má thì đi gừng đúng lạ luôn á. Nói đi xong chết luôn, nói đi xong chết luôn, chết luôn. Đi gừng lạ, đi gừng lạ thiệt xin gì ơi, không cái này. Cái này đi gần lại thì xin Duy ơi. Nói xong kìa, nó đánh luôn kìa. Đó đó. Tập trung vào, tập trung vào, tập trung vào. Đô bị lô rồi. Thằng này muốn cái AD của tao. Giải cứu AD, giải cứu mình gì. Hay rồi anh em, hay anh em, hay anh em, hay anh em, hay anh em. Thằng điện thoại là vô cái thế của Zed rồi, vô cái thế anh thằng xám. Em đi đè đó, chai nó không đổ được kìa. Ba đồ béo ngồi im hay tới. Vô cái thế chơi chủ của anh Thần. Bọn câu hình thì có đó, cũng gì nữa. Tôi còn im, tôi còn ngủ, tôi là ai? Bên gì nữa anh trai, vô con tử mới bật cái đó lên chứ. Vô con tử lại đánh nhau lại dùng sao nữa, biết thôi. Tên thằng nữa, nửa não nữa. Thằng bé bé nó mạnh mà. Được anh, được anh. Có rời lại nè. Thằng quay lại nè, thằng quay. Em ma. Em ma thấy rồi nha, không qua tường nha. Min nó 70 nó đánh quá. Có là chuyện đánh tới đây, đánh tới đây anh em luôn. Hai giây nữa có kéo. Kẻ đánh. Nó kéo lại hồi quay nè. Rồi đánh tới luôn. Tới một cướp tên chung. Thừa nắm xong lên. Để ra. Tới một cước cho anh Trung. Kéo. Vô. Chơi. Dạy. Vô ta. Vô. Đã lui ra miếng anh. Đợi 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 cái anh em Bình Thành đó. Chơi. Được chưa? Giỡn với anh Trung Cry. Ý gì? Ba con liên tục luôn á, theo không kịp luôn. Phải thế nè nè, đi á. Dạ được, ê đục bảo 4 nha. Làm phát đục bảo 4 luôn. Á, à của em bạc 1 thôi giái. Ôi, trọng lực 50 điểm luôn kìa. 50 điểm, 50 điểm. Quýnh phát rồi là lên lục bảo 3 luôn nè. Nợ ta lục bảo 4 luôn á. Ủa, vậy tính ra là 5 game đầu của em là nhiều khi lên kim cương luôn á. 5 game đầu tao lên kim cương luôn. Ủa vậy tính ra xịn dữ mà.